Kỳ lạ, con rắn đẻ trứng có 102. Ơ mà khoan, có gì đó sai sai. Ây trời, nay nó mới đúng này. Nếu các bạn đã quá quen với việc rắn săn chim, chuột, cá hay ếch, thì hôm nay các bạn sẽ biết thêm một loài chuyên đi ăn trộm trứng. Đây chính là nó. Chúng thường hoạt động vào ban ngày, dùng những mánh khóe của mình để làm việc thất đức. Đấy, chim mẹ đi cái là nó lòi lên 1, 2, 3, 4 quả cẩu trứng bỗng chốc trống trơ. Chuồn nhanh. Đấy là với những quả trứng nhỏ. Bọn này chúng nuốt luôn cả những quả to hơn như ở đầu video. Nó canh gà mẹ vắng tổ là nó lẻn vô. Tuy là chúng bé nhưng dư sức nuốt quả trứng to chà bá này. Chúng mở rộng hàm hết sức như loài trăn và ra sức nuốt quả trứng. Việc nuốt một quả trứng khó hơn nuốt một con chuột cùng kích thước rất nhiều, vì trứng thì nó tròn và rất trơn. Sau một hồi vật vã trong lo lắng thì nó đã nuốt được quả trứng. Chúng sẽ co thắt những bó cơ của mình để làm vỡ quả trứng, ăn phần dịch và nôn ra phần vỏ. Việc này thì cực kỳ khó, bạn cứ thử lấy tay bóp một quả trứng xem nó khó đến như thế nào. Mình mà gặp mấy con này, mình tráo hết thành trứng đã luộc cho chừa cái tội tay máy.